Một người anh thân thiết từng hỗ trợ Mai Phương trong công việc xác nhận với thông tin nữ diễn viên bị bệnh hiểm nghèo. Tôi biết Phương bệnh từ hơn chục ngày nay, cô ấy vẫn cố gắng giấu mọi người. Tính Phương tự trọng, tự ái cao nên sợ làm phiền bạn bè, người thân và khán giả. Hiện Phương đã nhập viện 175 để điều trị ung thư phổi. Tôi mong em ấy luôn giữ tinh thần lạc quan, mạnh mẽ chiến đấu với bệnh tật. Hơn một tuần trước, khi được hỏi về tình hình sức khỏe, Mai Phương không chia sẻ nhiều. Cô cho biết chỉ bị ho, chưa có kết quả khám bệnh. Tuy cố gắng giấu bệnh tật, nhưng thỉnh thoảng Mai Phương cũng chia sẻ những dòng trạng thái buồn trên trang cá nhân. Nữ diễn viên tự động viên mình, cố lên nào Phương, hoặc trầm ngâm suy nghĩ. Dẫu biết cuộc đời là tan, hợp, hợp, tan, sinh, ly, tử, biệt. Vòng tròn này ai thoát được đâu. Hình ảnh cảm động ghi lại cảnh vào hôm nay các chiến sĩ cảnh sát giao thông đường thủy Thanh Hóa dùng cano hỗ trợ đưa cụ Vũ Thị Luân, sinh năm 1947 ở thôn Xuân Lộc, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, đi mai táng tại nghĩa trang Chợ Nhàn. Cano nối đuôi nhau đưa người đã khuất vượt chặng đường ngập nước về nơi an nghỉ. Trên bờ, một chiếc xe tang đã được cơ quan chức năng điều động đến để hỗ trợ cho gia đình. Toàn bộ kinh phí, phương tiện vận chuyển đều được Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa trợ cấp. Bảy thôn ngoài đê của xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa hoàn toàn chìm trong biển nước, nơi ngập sâu nhất xấp xỉ 2 mét. Phương tiện đi lại của người dân đều trông chờ vào những chiếc thuyền, bè nhỏ tự cung tự cấp. Một giờ đêm qua anh chờ là tôi chuyển bò, rồi nghĩa rồi dọn nhà cửa. Thì tôi thì cũng có hai ông bà, như là chuyển bò ở đây, nằm chút đêm nằm bờ đê, ngập nửa tầng, nửa nhà. Do nằm ngoài khu vực ngoại đê, sát sông Mã nên địa phương không có phương án nào khắc phục ngoài việc di dân cùng gia súc, tài sản của nhân dân vào khu vực an toàn. Ngay sau khi nhận được thông tin hồ Cửa Đạt tiếp tục xả lũ, chính quyền xã Thiệu Dương đã huy động lực lượng xuống những nơi bị ngập để di dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đến chiều 18 tháng 8, tất cả 7.100 nhân khẩu của xã Thiệu Dương đã được sơ tán đến nơi an toàn. Ủy ban Nhân dân xã đã chủ động hợp đồng với các đại lý tích trữ nhu yếu phẩm cần thiết như bánh mì, mì tôm, dầu ăn, giấy vệ sinh, nước uống để cung ứng cho nhân dân vùng bị cô lập. Gỏi hoa hồng, thạch hoa hồng, trà hoa hồng, tất cả đều được chế biến bằng nguyên liệu dễ tìm tại làng hoa Sa Đéc. Cách chế biến đơn giản nhưng lại hút hồn thực khách. Những món ăn này được nghệ nhân Viên Trân hướng dẫn thực hiện, mang đến cho chị em phụ nữ nhiều sự háo hức. Thì ngoài cái khi chúng ta chưng Tết ra thì còn có những cái đợt mà cúc nó còn nụ, búp nó chưa nở hoặc hồng nó chưa nở hết. Thì những cái đợt sau Tết đó hầu như là nếu nó cái nào bán được thì bán, còn không là người ta bỏ đi. Như thế thì nó rất là phí. Thì mình có thể tận dụng được những cái hoa cúc, những cái hoa hồng mà dư hoặc thừa, hoặc là chúng ta trồng riêng để làm sản xuất nguyên liệu. Chúng ta làm hoa hồng khô, làm hoa cúc khô để trở thành cái nguồn nguyên liệu mà chế tạo được rất là nhiều loại trà, loại thức uống đặc biệt. Với lợi thế từ thiên nhiên ban tặng và là cái nôi phát triển hoa kiểng của khu vực miền Tây Nam Bộ, nét ẩm thực về hoa sẽ tạo nên một bản sắc riêng khó có nơi nào sánh được cho Sa Đéc. Tôi là ở Sa Đéc, trồng hoa hồng, nhất là hoa hồng, ở vườn có trồng hoa hồng. Cho nên vườn nó có từng mình mời đi xin thức ăn của chị Duyên Trân, tôi đăng ký đi học. Những món hoa hồng như là trồng gỏi nè, làm hương trà nè, những cái món ăn rất thích. Tại vì tôi cũng thích nghề nấu ăn nữa, cho nên là hả, nghe nói mà nấu ăn là tôi đi này thì không, cách làm của chị Duyên Trân chỉ thì dễ làm mà dễ sử dụng như hàng ngày cho mình bữa cơm, vừa có sức khỏe mà vừa đẹp da nữa, tự nhiên rất thích. Dùng điện ba pha, vào đêm cách đây 2 ngày khu vực nhà anh có mất điện, sau đó các nhân viên điện lực xuống sửa nhưng đảo ngược thành 2 pha. Khổ nỗi trang trại gà nhà nạn nhân lại sử dụng điện ba pha, nên tại 3 trại gà nhà quạt quay ngược cháy 6 cái, 1.200 con gà đẻ chết la liệt, thiệt hại mấy trăm triệu đồng. Hiện nạn nhân đã phản ánh lên ngành điện lực nhưng không ai trả lời, còn chủ tịch xã, trưởng thôn, trưởng trạm thú y chỉ ghi nhận sự việc. Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng vào sáng hôm nay cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động cơ sở sản xuất đá viên Gia Long nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng do vi phạm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại hiện trường, cơ sở rộng khoảng 50m² này không đảm bảo vệ sinh do chật hẹp, nền nhà bẩn, tường bám rơ móc, thiết bị sản xuất rỉ sét không được vệ sinh thường xuyên, đá viên thành phẩm xả tràn lan dưới nền. Cơ sở này cũng đã không xuất trình được giấy phép kinh doanh và chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, đoàn đã lập biên bản tạm đình chỉ cơ sở sản xuất nước đá viên mất vệ sinh này.
phát hiện nam thanh niên đang điều khiển một chiếc xe Dream biển số Tiền Giang 63B91861 rất khả nghi. Hiệp sĩ Trần Phước Lộc nhớ ra trước đó có một nạn nhân ngụ xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng có trình báo về việc bị một nam thanh niên điều khiển xe Dream cũng biển số Tiền Giang có nhân dạng mô tả rất giống, tên này đã lấy trộm hai cái điện thoại iPhone. Trong lúc các anh âm thầm lấy sổ kiểm tra thông tin thì đối tượng cũng bất an tẩu thoát. Các anh dầm mưa truy đuổi suốt nhiều cây số đến phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một thì ép xe yêu cầu đối tượng về công an phường làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, biết hết chối, đối tượng khai tên Huỳnh Quang Đức, 22 tuổi đã lấy hai cái điện thoại iPhone 6 Plus của nạn nhân bán lấy tiền ăn chơi. Nghi ngờ chiếc xe Dream đối tượng đang đi cũng là xe ăn trộm nên kiểm tra thì đúng là xe vừa ăn trộm cách đây 2 tháng cũng tại phường Phú Thọ. Trước đó, đoàn công tác phát hiện hai người đàn ông đang điều khiển ghe trên sông Châu Đốc, lưu thông hướng từ huyện An Phú về thành phố Châu Đốc có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Lợi dụng trời mưa đêm tối, hai đối tượng liền nhảy xuống sông tẩu thoát, bỏ lại phương tiện và hàng hóa. Tiến hành kiểm tra, lực lượng phát hiện trên ghe có vận chuyển khoảng 100 kiện quần áo đã qua sử dụng, trọng lượng khoảng 10 tấn và 400 bao đường cát Thái Lan, trọng lượng khoảng 20 tấn được cất giấu phía dưới những kiện quần áo trên. Hiện lực lượng biên phòng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Ngọc Quân, 43 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2008, Quân bị Tòa án thị xã Trà Vinh kết án 5 năm tù, cùng với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian chấp hành án tại trại giam Cao Lãnh, Quân quen biết với Vũ Hoàng Ân. Ân nhờ Quân sau khi mãn hạn tù về, làm hợp thức hóa số tiền hơn 30 tỷ đồng, vi phạm pháp luật mà có để tránh bị thu hồi. Ân đã làm thủ tục ủy quyền cho Quân sử dụng. Sau đó Quân về Trà Vinh gặp ông Lưu Toàn Đức, 58 tuổi. Qua ông Đức, Quân quen biết với bà Phạm Thị Kim Tiến. Từ năm 2015 đến cuối tháng 8 năm 2017, Quân nhiều lần hỏi vay tiền của bà Tiến để làm ăn và đóng án phí cho Ân. Để tiếp tục tạo lòng tin với bà Tiến, Quân đã đưa ra 5 giấy ủy quyền khác và mượn của bà Tiến 2 lần nữa với số tiền là 400 triệu đồng. Đến ngày 16 tháng 4 năm 2018, bức xúc vì Quân không thực hiện lời hứa, bà Tiến viết đơn tố giác Quân lừa đảo hơn 2,8 tỷ đồng. Người đàn ông đi xe SH dừng xe trước những chiếc xe để bên đường, cố gắng lấy chiếc túi sách để trên một chiếc xe tay ga khác. Khi ông này vừa lấy được túi sách, cũng là lúc người phụ nữ, có lẽ là chủ nhân của túi sách, bắt tận tay lấy lại. Tên đạo chích sau đó thản nhiên lên xe đi thẳng. Chạy quanh một vòng thành phố Hồ Chí Minh, ta có thể dễ dàng bắt gặp những cửa hàng giải khát lớn nhỏ, những xe bán nước giải khát di động. Điều đó chứng tỏ nhu cầu giải khát của người dân rất cao. Những túi nước đá tinh khiết cũng là thứ không thể thiếu ở các hàng quán này. Và đặc điểm này khiến thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi tiêu thụ nước đá tinh khiết lớn nhất cả nước. Tại vì nước đá nước giải khát. Tại vì đi nắng về nóng uống vô cái người nó sảng khoái lên. Nắng nóng là thế, thói quen cũng như nhu cầu sử dụng đá tinh khiết càng tăng cao. Thế nhưng những viên đá tinh khiết kia có đúng là tinh khiết như tên gọi của nó không? Nhà mình hay nhập ở đâu hả chú? Người ta giao. Người ta giao tận nơi ạ? Thế nhưng mà cái nguồn gốc của nó, cái chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm của nó chú có quan tâm không ạ? Thấy tốt hả? Tốt, thế nào là tốt hả chú? Là gì phải trồng sẵn. Cô cho con hỏi là cô thường nhập đá đâu hả cô? Thì người ta bỏ cho mình đi đá chứ không có đi thâu em. À thế ạ? Thì vâng cũng ạ. Ở ngoài hàng đá nó mang vô. Bởi vì là đợt vừa rồi ấy, bọn con thấy có nhiều cơ sở làm đá họ sử dụng những cái nguồn nước bẩn để làm đá. Cô quan tâm đó thì cô chỉ biết là cô lấy đá chứ thật sự thì không có biết chuyện đó. Người ta giao cho mình à? Nhưng mà có đảm bảo an toàn về cái nguồn gốc không? Tại sao mình biết là nguồn đá nó đảm bảo á? Nói chung là người ta bán lâu năm lắm rồi. Người ta bán rất là lâu năm. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những cảnh quay bí mật ngay sau đây. Trong vai khách hàng cầm bỏ muối nước đá, chúng tôi đã vào được bên trong một cơ sở sản xuất nước đá với dây chuyền sản xuất lên đến hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng như quý vị đang theo dõi, cơ sở sản xuất này lớn như vậy mà vẫn làm theo kiểu nhiều không, không bảo hộ lao động, không che chắn, nhân viên không đeo găng tay, không khẩu trang. Hay đường nước đá không được che đậy khiến cho bụi bặm bay vào bất cứ lúc nào. Thưa quý vị, đó là những góc khuất
đằng sau một những cái viên đá, đằng sau một ly trà đá mát lạnh, đằng sau những cái ly nước rất là mát mà mọi người thường dùng hàng ngày, hàng giờ, thậm chí trong gia đình chúng ta cũng đều thích uống trà đá. Mà ngày hôm nay chúng ta xem là hình ảnh đó thì nó như vậy thôi, chứ không phải là chúng tôi gọi là trách cứ gì hay là muốn lên án gì những người làm nước đá. Chúng tôi muốn kêu gọi những ý thức những nơi sản xuất nước đá hãy làm bằng cái lương tâm của mình, bằng cái đạo đức nghề nghiệp của mình để làm sao đừng ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng, như vậy là được rồi, đúng không quý vị? Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nên mua nước đá tại các cơ sở sản xuất nước đá được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Đá cây loại 50kg không đáp ứng về bao bì kín theo quy định nên chỉ được dùng ướp thực phẩm, không dùng ướp trực tiếp. Vì lợi nhuận nên người sản xuất dễ dàng bỏ qua những yêu cầu tối thiểu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đó, người dân cần phải ý thức trong việc lựa chọn cách ăn uống hợp vệ sinh để đảm bảo sức khỏe. Nên sử dụng nước ướp lạnh thay cho việc dùng đá khi ở bên ngoài. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần giám sát kỹ nguồn nước dùng sản xuất nước đá để hạn chế nguy cơ nhiễm trùng đường ruột cho người sử dụng, nhất là ở trẻ em.